Nam đi mua cá lóc về nướng chui gói bánh tráng. Bữa nay em đi với em Trân bà đi bà hô quên nó hai chừng hai con rồi thôi qua đâu ăn đâu ừ. Cá lóc nướng chui với là gói bánh tráng nha mấy chị em. Tiếng chào tất cả cô chú anh chị em nha. Cái này chú Năm đi mua gì hả chú Năm? Đi mua cá lóc về nướng chui gói bánh tráng. Bữa nay em đi với em Trân em của tôi là cái nướng chơi đại và mua cá lóc về là nướng chui đãi gì Văn ha. Rồi vô khảo rồi nghiên cứu anh 40.000 hả? Rồi mua bằng ba con đủ rồi. Ba con. Ba con thôi. Ba đi. Hô quên nó hai chừng hai con rồi. Thôi qua đâu ăn đâu. Ừ. Cá lóc nướng chui với là gói bánh tráng nha mấy chị em. Rồi bánh có bán gạo đó chứ nằm rồi anh mua luôn. Rất là ngon cả nhà. Có 40.000 nha mấy chị em. Mấy chị em muốn ủng hộ em trai cho nha. Bên đây có cá đi hồng à. Nghe chân chú cầu về Thái Lai. Gần yêu luôn đó, gần yêu quảng cáo giùm luôn. Là mua giùm ủng hộ cho em tôi. Ở đây cá lóc đồng ngon lắm. Rồi có bánh mua mua rau bánh gà. Đi. Mua rau. Mua rau. Rau với bánh tráng. Đây. Lựa. Rau gói bánh tráng nữa. Lấy bọc bánh tráng không nhúng nước hả chị? Rồi, có luôn em. Chị Văn này chú Năm đi vô. Rồi thích ăn rau gì đó mình mua. Thích ăn rau gì thì mua rau đấy. Mấy chị em ơi là mai mốt ủng hộ cho chị bán đầu là ghim là cái này kia nha, là bán ngon lắm nha, ủng hộ cho là em này nha. Là bán tư ngon lắm. Ủng hộ nha. Bữa nay chị Văn xuống nhà chú Năm. Đó. Giờ chúc cho em này là cũng như là chú Năm đãi ăn cá lóc bán đắt nha. Rồi năm cũ bước qua năm mới là nhìn làm ăn phát tài nha. Rồi với là nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh luôn. Đó. Là cái sạp đồ gãy của chị nè. Rau củ quả có đầy đủ nha. Đó, chuối nè, bánh tét, bánh ú nữa kìa. Thầy, bánh tét, bánh ú luôn. Có chanh chưa? Có hành rồi. Hành tôi trồng cái nằm trong trần cây rồi. Không có, cuốn đi. Dưa leo cuốn nó ngon. Bánh tét là có dưa leo chứ anh. Dưa leo mới ngon chứ. Chán phải có dưa leo chứ. Đúng bài hết chứ Năm? Đúng rồi, đúng bài bán. Mua bịch me luôn không? Me hả? Đúng rồi. Làm cái gì? Làm cái bánh chua luôn rồi. Bánh chua. Quên đó. Bún luôn, gấu vô. Bánh tráng luôn ha. Đúng rồi, gấu vô luôn. Alo. Để em bé bánh tráng luôn nha. Dạ.
số bánh tráng là được nhiêu cái? Số bánh tráng được nhiêu cái? Nhiều chứ. Sắp cái nhiều. Sắp này ha, 10 ngàn ha. Dạ. Dạ. Hai sắp ha một. Sắp thôi. Cái nào không nhúng nước á? Dạ, cái đó không nhúng luôn á. Rồi được rồi, lấy cái đó sắp đó được rồi. Rồi lấy bọc để vô giùm luôn. Chú Năm nha, chúc hay quá chú Năm. Ừ, chú có mua liền. Chú Năm thực hiện đi tới đâu là ai biết tới đó. Nghe tên, nghe tên thôi chứ không biết, chú bữa nay mới biết nghe. Bữa nay mới biết đi ha. Năm Sầu Riêng đi tới đâu ai cũng biết hết. Đi té à? Vậy chưa? Năm mà cái này mua bò dậu á Năm. Không, mua cá, mua cá. Đi Năm rồi đó chưa? Rồi, mua cá chưa? Rồi giờ mấy anh em đi về nha cả nhà. Đi về cả nhà, đi về. Rồi về chế biến nướng cá rồi. Rồi tiếng chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì giấc này chú Năm với chú Thành Nẩu với chị Văn không biết làm gì đây nè. Đó, ba người không biết làm gì bên đây đây. Trời ơi, Văn ca nghiêu ngao hả? Dạ, nướng cá chín hả chú Năm? Rồi rồi chú Thành ra ra tiếp Thành. Vui chơi nghiêu ngao vậy yeah. Đó. Đã từ lâu anh muốn nói với em một điều. Tới ba mít chưa? Nhân dặn ngậm câm theo ngày tháng. Nghe tin nhà thờ á biết không? Anh muốn nói với một người. Tự ở rồi đau sầu gì yêu. Rồi sao nữa anh? Rồi 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 giờ tới đâu rồi? Đẹp vô đi. Cũng như anh em tới chinh. Trời, lấy ra đi ra ấy cá hả? Đi chạy. Ừ, đứng cá nghe cả nhà. Nghe vô đi, anh ra đường anh đấu hả? Ừ, chạy, ừ, có cái ngã tư đó chạy vô, nướng chạy vô lóc. Rồi chạy hỏi ta đó rồi chạy vô bên mít á. Đè mạnh vô chú Thành. Ừ, cho nó thổi. Là đó đi rồi. Ôi, đừng rút ra, phải đấy đó. Ấy cho nó cạo cho nó sạch mới được. Tại anh đó anh rồi ông tới ấy à. Quên là chú Năm làm bây giờ chú Thành không biết làm nè. Rồi, cạo cho nó sạch cho trắng mới được. Gấu lên. Nè. Ừ. Ôi, chào mấy chị em nha. Rồi, chào mấy chị em. Hai đứa. Hai thằng nướng hai cái lóc rồi. Hai thằng nướng hai cái lóc cho tao ăn. Cái sen đạo tạc. Xui quá vậy cái lóc. Cái lóc của thằng này bự hơn cái lóc của thằng này. Trời ơi, cái lóc ai bự hơn? Cái lóc của Thành Nẩu bự hơn cái lóc của Năm Sầu Riêng. Vậy là cái lóc của chú Thành Nẩu là bự hơn ha. Chú Năm Sầu Riêng nhỏ hơn hai chú Năm. Thấy cầm hai con cá là biết rồi, biết cái con nào bự hơn rồi. Con nào bự hơn rồi, con nào nhỏ hơn rồi ha. Đúng rồi. Là cầm thẳng lên á, cầm gì. Vậy là chú Thành chú Thành còn làm hồi. Cây rồi trời. Cái cây người ta để cho bây giờ chú Thành không biết làm gì thôi, thật sự ra nó là chú Thành không biết làm gì á. Vậy mà đâu có vợ. Vậy đâu có vợ gì trời. Mà có tu ngày tháng. Đâu có vợ ham luôn. Yêu rồi thì xin anh giữ câu thề đừng bao giờ quên nha anh ơi. Quá trời, chị Văn bữa nay xuống nhà chú Năm vui quá vui hả chị? Tình này mà chỉ đẹp khi còn con cá lóc. Đời mất vui thì không còn cái con cá lóc nào. Trời ơi, tới con chuyện luôn. Ôi, chào mấy chị em nha. Rồi, bưng vô. Rồi nè, bưng vô nè mấy chị em ơi. Cá lóc nướng là có bên trên. Còn thì bưng cá lóc nướng chui. Rồi. Mà hết thời không còn con cá lóc nào mà đổi mà anh Năm bưng nữa nè. Trời ơi. Video này xem giải trí cho vui nha cả nhà. Anh Thành ơi, nắm tay Quang ơi. Ừ, nắm tay luôn kìa, nắm tay luôn chứ cứ chờ lãi rồi đâu có lãi thêm nắm tay em lần sau cuối một bậy lần nữa. Cà bậy nữa hết trời cá tụng mấy nhà không chùa.
nắm tay hết dằn hết hờn, em nhé chữ nắm tay là cho cố lại vậy. Ờ ta hả, còn má dặm chùa còn ba nhạc hả? Nắm gậy đi cho té xuống đây cho chết lạnh không cố thiệt à. Ngày mai em sẽ có quen người, cho dù anh có quay về đây một lần này nữa. Ngày mai em sẽ gọi mày xa hai anh. Alo nghe. Tới đâu rồi? Hỏi người ta, khi kia hỏi nàng nhà năm thì đi. Cầu Gạch Cha hả? Ừ. Chạy nước cứ đi. Cầu nào? Cầu đó cầu Trái Bầu phải không? Cư nào ta? Hỏi người ta, kêu ông kêu hỏi người ta nha. Đang tôi chạy ra. Alo. Không, mình ăn bàn ăn gì đó. Chờ dọn lên nè. Dọn bàn ha. Rồi, dọn đi. Hay là ở cầu Cao Tám. Ngã tư phải không? Rồi có gì tôi chạy ra nha. Xe tôi đang chạy chiếc là chiếc Quay Thành á. Rồi. Kêu hỏi đi. À? Kêu hỏi người ta, hỏi nhà năm Sầu Yên á. Để tôi chạy rồi. Rồi vô con chén chạy sao nằm đây? Trời ơi khiếu con chén thôi. Chú Thành này là không được rồi. Trời ơi, ông là phù nam mà phải phụ chứ. Trời ơi. Rồi, ai làm sẵn cho chú ăn không thì... chú Thành ngưỡng tay chân ăn chứ làm thôi ông có không biết đâu, em. Không biết làm cái gì hết trơn mà mình chơi được cá cả anh cá à, lấy đũa chưa đây nè ba sao đôi gì đi 1, 2, 3, 4 năm người năm đôi thế chị vừa có không nè coi hả? Coi ổng ai sắp vừa ăn bánh tráng, ổng sắp vừa đồng quay không biết gì vậy, không? Bây giờ ổng không biết gì hết trơn á. Mà vậy mình làm anh thì không tưởng đâu rồi đem rửa hai về là sắc vậy luôn. Ai sắc hả? Ổng sắc còn hai cá chị sai sắc nè. Trời ơi, sắc ăn cá mà ăn gói bánh tráng mà sắc tròn. Bởi vì mới nói. Thôi thua. Khô thiệt. Khô thiệt không phải siêu cá lương. Khô hành não này quá. Sợ hành não rồi á. Thôi khử khặt luôn á, chữ khặt mà nói. Ông chú Thành thật sự nói là không biết làm gì luôn. Chữ khặt mà nói lại. Trời ơi, thợ nấu nữa, thợ nấu kêu bữa hổm mà thì sắc cái chuối để làm gỏi á. Sắc nhiều nặng đó ha, thợ nấu lạnh luôn á. Trời chơi lớn luôn, bữa nay đem dàn nhạc luôn à. Mất còn cho 2 kg thôi như tiền nha trai. Cái đó hỏi chú Năm hỏi lãi con. Ủa vậy chứ em không phải là chủ hùng hết em. Dạ không, tại con chở thuê. Thôi à, chở thuê nha. Dạ. Cái thằng chở thuê với thằng chở mướn, thằng ở đợ là ba thằng nó sao? Có giống nhau không? Ừ. Nhau có xe ba bánh chở. Chơi dạ. Lớn rồi chú Năm, chiếc này chơi dạ. Lớn luôn rồi. Có xe máy. Máy. Dạ. Chú Năm chơi lớn luôn rồi. Chơi đem nguyên cái dàn nhạc về luôn rồi. Xe cái đó là khác, còn cái này là khác. Chị kêu anh Năm á uống ca 2 tiếng thôi à. Chứ nhiều quá ca gắt thằng cổ ca không nổi. 2 tiếng là kêu ông điện cho em mà trở về. Tại vì chị Bình Dương chị xuống là kêu anh bán nước tương. Ca chơi. Cho anh bán nước tương. Ngày mai chị về rồi. Cá lóc này ấy ra chút xíu nữa. Cái này nãy mình quên làm mỡ hành. Có hành đâu mỡ? Dạ. Có hành đâu mà bản vắng được có điểm đâu. Điện thoại được rồi. Đừng nghe lời ổng hỏi. Vừa nãy mua bánh tráng này là không có nhúng nước không? Nhúng không nhúng. Rồi bún. Bún. Rồi bưng cái này đi. Cái này giờ bưng vô trong bàn cho ông đi. Đây nước không kiếm nồi lau nào. Hai cái thùng lau đây rồi, đâu là tài. Nước mắm này làm gì ăn? Em chị mới làm đấy. Đâu? Rồi được rồi, thấy rồi, thấy sao? Biết làm. Đâu khử rồi. Nước mắm Bình Dương xuống làm coi sao. Bình Dương hả? Rồi, được, thấy cũng tạm ổn. Bình Dương làm á chứ Bình Dương không phải là làm nước mắm phải làm. Cái gì ở đây giao vậy ha? Cái này mà giờ mà ổng mà ổng giờ ổng sống với chị làm vợ ổng chắc tuổi ổng ngày chắc 180 biết. Này. Chú Thành hả? Không Thành nấu. Sắc gói bánh tráng mà sắc kiểu này nè. Không biết làm ăn cái giống gì được hết trơn. Chú Thành thua rồi. Trời, chú
Trời ơi, cứ nổ nữa, cái tật nổ không bỏ. Làm thì không được, mà sao mà chú hay nổ vậy? Anh xác ăn cơm là anh xác dưa tròn vậy là đúng. Còn xác của bánh tráng anh thấy xác miếng dài. Đã nói cái gì, đã nói là cá lóc nướng chui có bánh tráng mà. Mua mượn lon bia, cô Văn cho mua mượn lon bia.